Lần trước ấy, thì thằng Vân chưa thực sự trở thành vua của tất cả các loại nhện. Thằng chỉ mới ở mức độ gọi là đại ca thôi. Bởi vì ở bên trên thằng vẫn còn rất là nhiều những cái con nhện level cao hơn, nhìn nó độc hơn, ngầu hơn. Nhưng mà chắc chắn không bao giờ là có thể mạnh bằng thằng đâu. Thế nên là bây giờ thằng sẽ đi tiêu diệt hết chúng nó để chiếm cái ngai vàng vua của tất cả các loại nhện. Cấp 18, thằng đang là một con nhện robot. Thằng sẽ nâng cấp lên cấp 19, là một con nhện đầu lâu xương sọ, mắt đỏ chọn luôn. Nhưng mà hôm nay thì nó không có cái gì mà đặc biệt. Thằng sẽ nâng cấp nó lên level 20. Wow, level 20 nhìn nó như kiểu là một con bọ cánh cứng. Khoan, nhưng mà thằng lên cái level cao như thế này rồi mà ở trên con đường, wow, toàn là mấy cái con nhện bé xíu xíu như này. Ui giời ơi, nhìn nè, cái con nhện level 22, nó là con nhện chân dài màu trắng tinh. Ui giời ơi, đây là con nhện hay là con cua đây? Oh my god, ăn mấy cái con nhện con. Nhưng mà thằng vẫn lên được level rất là bình thường luôn nha. Ui, nhìn kìa. Ui, chỉ còn 5 loài nhện nữa thôi là thằng sẽ làm vua nha. Như này chắc là không mất nhiều thời gian nữa đâu. Eo, cả đống khủng long mà lại không đấu được một con khủng long đầu đàn thì kia quá là kém. Nếu như mà là thằng điều khiển thì thằng sẽ đớp hết sạch tụi nó luôn. Các bạn nhìn này, bây giờ thằng đang là một con nhện hay là một con cua hay là một con robot, nhìn nó khác lạ quá. Mà ở trên kia có một con nhện đầu lâu xương sọ này, đối nó level tận 24 luôn nha. Thằng không đớp nó rồi, nhưng mà ở đằng sau nó có một con nhện level 23. Ôi giời ơi, cứu tôi, nó đuổi tôi. Ui, nó đã đớp mất tôi rồi. Con nhện nó điêu mặt lạ đầu lâu xương sọ đấy, không bao giờ sợ mấy cái cục lợ đấy. Bây giờ ta sẽ nâng cấp lên level 21. Ui trời ơi, nhìn như kiểu là một cái mũ vậy ư. Rất là nhiều màu sắc luôn, nhiều màu sắc chứng tỏ là cái con nhện nó cực kỳ là độc luôn. Mà trong này cái con nhện nào nó cũng độc hết đấy. Ê, đang chơi thì hiện quảng cáo giữa màn hình luôn, chả hiểu game người ta thiết kế cái gì nữa. Wow, thằng đã lên cái con nhện level 24 rồi. Ui, đớp này, đớp lên cái con nhện 24 đấy, đớp chinh nó. Và họ lại ở cái con nhện kiểu như là nhện đồ chơi à, kéo cái thanh kiếm to ra xong bắt đầu là vào chiến đấu này, chỉnh các khớp cử động nha. Nằm xuống e, rõ ràng là cầm thanh kiếm mà khi vào với nhau thì lại cầm một cái quả chuối đâm xuyên. Nghe cô vẻ thốn quá. Ê, sao toàn chọc vào chỗ hiểm thế kia, chơi như thế là chơi bính đấy nha. Cái dáng này thì sẽ đâm vào đâu? Wow, như kiểu trong phim kiếm nhỉ. Ui giời ơi, bạn màu đỏ kia như kiểu là cà chua ấy nhờ. Đại ca đã là cái con nhện đầu lâu xương sọ đeo mặt lạ level 24 rồi. Bây giờ là tiến thẳng lên đớp mấy cái con nhện mà nó mới no căn thắng. Kia có một con nhện level 15. Cái con nhện to nhất kia là level 10. À không đâu, 29. Ôi giời ơi, tự nhiên đớp vào nó. Ơ mà, khoan, thằng là cái con nhện to. Ê, cứ tưởng là thằng đã biến sang cái con nhện level 27 cơ, hóa ra là không phải. Cái con nhện của thằng nó cũng khá là máu trâu đấy. Bắn nó phải đớp tận mấy lần thì thằng mới nghẻo. Thằng sẽ không là cái con nhện màu sắc này nữa, mà thằng sẽ biến thành cái con nhện level 22 nha. Đó chính là cái con nhện chân dài, chân kim màu đen với cả màu trắng, cộng thêm một chút màu vàng. Ăn có cả ăn sức mạnh. Ui, chuối kìa. Con nhện level 3 kìa. Ui, lên luôn con nhện 23 luôn. 24 đi, 24, đó. Bao giờ phải lên 25, 26, 27 cơ. Mấy cái con nhện này đời trước nghi ngầu, mà bây giờ nhìn nó trẻ trâu quá. Bởi vì thằng đã là cái con nhện level 25 rồi kìa. Và đây chính là cái con nhện đồ chơi. Nó có lòng súng, sao mà lòng súng ở đằng sau? Đáng nhiên là lòng súng là phải ở đằng trước cơ mà. Wow, con nhận level 26 kìa, như kiểu là một bông hoa ấy. Nhìn càng đẹp thì tụi nó sẽ càng độc nha. Như kiểu là cái cây nấm ấy, cây nấm càng nhiều màu sắc sặc sỡ. Còn hai con cuối cùng thôi. Còn hai con cuối cùng thì thằng sẽ phải nâng cấp thêm tầm 3 level nữa thì thằng mới đớp được những cái con cuối cùng đó nha. Giờ là giờ đi thoải mái không sợ ai rồi. Ở trên kia có mấy con nhện to đến đâu thì nó cũng không thể làm mà đớp được thằng đâu. Này cái thằng dây con, ui, khôi, nó là cái con nhện level 29, mình phải tránh ra. Mình chỉ ăn được con 24 đầu kia và mấy cái con nhện con. Mà thằng không cần đi lên, nó nhìn thấy thằng tự giác là nó chui vào mồm của thằng thôi. Nhìn kìa, con nhận level 23 chui vào mồm của thằng luôn.
không chui thì thằng sẽ tự đớp. Đớp xong là thằng cầm cái con nhện level 29, thằng phải chạy thôi. Chạy thôi. Không chạy kịp rồi, bởi vì chân của nó to, nó bò dài, không kịp. Có tiền lên level tiếp theo nha, level là 23. Ok, 23 là cái con nhện kiểu như là nó to như thế này thì thằng mới nhìn rõ nha. Đó chính là cái con nhện Lego. Bạn nào có biết lắp Lego thành cái con nhện này thì nhớ giơ tay nha. Con nhện này ăn dưa hấu à? Thích ăn dưa hấu thì cứ ăn tẹt ga đi. Uầy, 24 thì không vấn đề gì cả. Bao giờ lên 27 cơ? Ăn con nhện level 8 đi, nhảy xuống cái con đường này. Uầy, lên 25 rồi nha. Con nhện đồ chơi. Chơi đồ. 26, đó, 27, không lên được 27, phải ăn vài con nữa cơ. Đớp đi. Hai con ở cuối này, nhìn nó không ngầu, nhưng mà nó cực kỳ là khổng lồ. Cái màn này thì thằng vẫn là con nhận level 26 mà thôi. Uậy, nhưng mà mình phải ăn cái mấy cái con đấy thì mình mới có tiền nâng cấp chứ. Chứ bây giờ là không có cái gì rồi. Mà được cái là cái game này nâng cấp mất ít tiền, nên là thằng chỉ cần chơi thêm một ván nữa là thằng đủ rồi nha. Bây giờ nâng cấp lên 24. Let's go. Thằng chắc chắn là có thể ăn được cái con nhện top 2 rồi nha. N. Bởi vì là thằng sẽ lên level 28 là cây chắc luôn. Con nhện level 5 nè 27 đê. Ui, vẫn chưa lên 27, tránh ra cái cột này đó. Ăn con nhận level 14, con nhận level 15. Wow, thằng đã là cái con nhận level 27 rồi nha các bạn ơi. Ui dồi, con nhận 28 nè. Và chỉ còn một lắc cuối cùng thôi, đó chính là con nhận 29. Yo, không có ai cản phá, Ui, con nhận 30, nào nó ở cuối cùng đó nha. Thôi, bỏ qua luôn cái màn này để mà nâng cấp luôn. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Đây rồi các bạn ơi, đợt nâng cấp cuối cùng, lên luôn level 25. Và bây giờ thằng có thể nâng cấp lên để ăn cái con nhận cuối cùng nha. Nhưng mà với một điều kiện, đó là thằng không được bỏ sót bất cứ một cái gì ở... Khoan, cái con đường này nó hơi ngắn rồi, nên là thằng nghĩ thằng không thể ăn được cái con nhận cuối cùng đâu. Biết ngay mà đây là tại cái con đường này nha, chứ không phải là tại thắng đâu. Hy vọng là cái vấn này, cái con đường nó sẽ dài. Nếu như vấn này không được thì chắc chắn ván sau thắng sẽ có tiền thắng lên cấp lại được luôn. Như thế này là thằng đã biết rồi. 27 đi, 27 rồi nha. 28, 29 đi. Đớp luôn một con nữa. Ây giời ơi, 28, ây giời ơi, vẫn chưa được. Chỉ đến cái con nhện này thôi, gặp cái con này thì bị rụng hết rời chân tay rồi. Nhưng mà không sao, 419 xu rồi. Nâng cấp lên 26 luôn, let's go anh em ơi. 1000% là phát lại thằng sẽ đấu với con vua nhện ở cuối con đường kia. Nhận level 11, 12 nè. Mấy con nhỏ này thì lâu lên level lắm nha. 29 đi, ăn quả dâu tây bên cạnh. Úi giời ơi, 29 rồi các bạn ơi. Và kiểu gì chứ 30 nè. Wow, kịch rồi nha. Level 30 và cái hình dạng của nó vẫn chỉ như này mà thôi. Giờ các bạn đón xem đi. Nào, đấu đi. Và đến cái con nhện cuối cùng cũng level 30. Bắn. Bắn tiếp hai cái nữa là nó ngã ra rồi. Ok, không biết là có còn con vua nhện nào ở đây nữa không. Mấy cái phát nãy là thằng vẫn phụ thuộc vào mấy cái con nhện ở trên cái con đường này thì thằng mới tăng cấp kịch cỡ được. Còn bây giờ là thằng có tiền rồi, thằng lưng một phát là kịch luôn nha, không sợ ai cả. Lên level 28, level 29. Bây giờ là các bạn đã có thể nhìn thấy cái con nhện ở khoảng cách gần nhất. Chân của nó màu da cam và ở thân của nó như kiểu là bị mốc rồi dính mấy hạt kim cương lên ấy. Con nhện level 29. Wow, chắc chắn là cái đít của nó có rất là nhiều tơ đây. Cái hình thì nhỏ nhưng mà cái chân giống như kiểu là chân của mấy cái con cua ấy. Mà khoan, hình như là level 31 mới là level kịch cỡ mà. 29 vẫn chưa phải là kịch cỡ đâu nha.
bây giờ ở cái con đường này, thằng chỉ sợ cái cây búa này thôi, còn mấy cái con nhện này không sợ đâu. Với cả sợ thêm cả cái bộ sừng vè kia nữa, rồi cái búa cực cớ này nữa, làm sao mà tránh được. Lúc nào bắt đầu cái con đường này là cũng gặp tụi nó rồi. Gặp tên đó là phải tránh ra xa nha. Và nó đập một phát thôi là vỡ hết cả mồm luôn. Level 31 mới là kịch cỡ này. Kịch cỡ nhưng mà không được thay đổi hình dạng nha. 32 luôn. Và bây giờ ta sẽ đấu nè. 32 thì thắng có thể làm vua ở dưới mặt đất rồi. Lúc đấy là làm vua ở trên con đường, còn bây giờ là làm vua ở mặt đất. Ở đầu kia nó sẽ có mấy cái con nhện mà level cao cao ấy, 29, 30 gì đó, nhưng mà thắng 32 cơ. Bây giờ lên bắt lạt tụi nó để cướp vương miện của tụi nó nha. Kia rồi, một em nhện rất là dũng thắng, nhưng mà level của nó không được như thắng đâu. Nó có dám nếu ui máu thế nhở, dám tới đây đớp thắng nhưng mà tự giác là chui vào trong mồm của thắng rồi. Ở bên cạnh này có mũi tên nó chỉ ra, các bạn đi theo nha. 27 mà to con á, còn em 30 nữa không? Không có đâu. 31 á, cũng không có đâu. Không còn mũi tên nào cả thì chắc chắn là ở đây không còn cái con nhện nào cả. Cái con nhện level 29 là cao nhất rồi. Ok, có đâu mấy cái con người này, thằng sẽ không ăn thịt đâu nha. Vậy là thằng đã phá đảo hoàn toàn cái trò chơi vua của tất cả các loài nhện này rồi. Không còn một cây gì để mà ăn, để mà nâng cấp nữa. Chỉ đợi người ta ra thêm mấy cái con nhện level cao hơn mà thôi. Lúc đó thằng lại tiếp tục đi cướp lại cái ngai vàng. Còn bây giờ thằng kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau nha. Bye bye.